và quý vị thân mến từ lâu thì bệnh đái tháo đường đã trở thành cái mối quan tâm của toàn xã hội khi ngày càng có nhiều người bệnh có chẩn đoán vị đái tháo đường trong những năm trở lại đây thì chúng ta thấy rằng việc kết hợp đông y và tây y trong điều trị bệnh đái tháo đường ổn định đường huyết đã trở thành một vấn đề được rất nhiều người quan tâm và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được tiếp tục chuyển đến quý vị những biện pháp giúp ổn định đường huyết cùng với sự giúp đỡ tư vấn của vị khách mời quen thuộc xin được trân trọng giới thiệu phó giáo sư Tiến sĩ Dương Trọng Hiếu, chuyên gia y học cổ truyền. Vâng thưa phó giáo sư Dương Trọng Hiếu ạ, à, bệnh đái tháo đường thì có lẽ chỉ được thực sự biết đến và được gọi bằng cái tên khoa học như thế này khoảng gần hai chục năm nay em thôi đúng không ạ? À, phải chăng là trước đây Đông y chưa có một cái nghiên cứu và định danh nào cụ thể cho bệnh lý này thưa ông? Nếu mà nói tên của Đông y đối với bệnh này thì là người ta gọi tên khác, người ta không gọi đái tháo đường. Cho nên là tôi không hiểu sao chị lại đặt câu hỏi là mới hai chục năm nay, hai nghìn năm nay. Tôi xin sửa lại như thế. Vì thế này này, ở Đông Y người ta gọi đây là bệnh tiêu khát. Và người ta căn cứ vào vọng văn vấn thiết thì người ta thấy thế này này. Bệnh nhân có triệu chứng tức là ăn nhiều, uống nhiều, đái nhiều. Người ta gọi là tam đa, ba cái nhiều. Nhưng mà lại có một cái nhất thiểu. Tức là ăn nhiều uống nhiều đá nhiều thì đáng nghĩa là phải phát triển lên. tốt mà. nhưng mà đây lại gầy dọc đi và. và da luôn luôn là nóng luôn luôn có cái cảm giác nóng dễ ra mồ hôi thế thì người ta mới gọi đây là bệnh tiêu khát đông y gọi là tiêu khát thì cái tiêu khát này nó có <laughs> và ngày xưa người ta đã chỉ ra các cái nguyên nhân tức là các cái, cái nhóm phủ tạng mà liên quan đến cái tiêu khát thứ nhất tức là phế phế tiêu, hai là tỳ tiêu, ba là thật và bốn là can. Mà tôi thấy là uh, sau này đông y các cụ chỉ ra bốn cái tạng này bây giờ nó giống hệt như y học hiện đại mà y học hiện đại lại đáng nhẽ ra chị phải nói rằng là y học hiện đại mới chứng minh được gần đây thôi, vâng. là bệnh này có từ thời uh, diabetes ông ấy đặt tên là bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường ngày xưa quan niệm bệnh tiểu đường của Tây y là gì? là nhà, giàu. Và bệnh nhà của giàu, nhà giàu uống nhiều quá, ăn nhiều quá, ăn nhiều đường quá, cho nên là bị bệnh. Thế chứ nhà nghèo không bị. Thế là một giai đoạn là hàng mấy trăm năm quan niệm đây nó là bệnh của nhà giàu. Thế nhưng mà sau đó thì cách đây độ gần trăm năm thì người ta thấy rằng là à không nhất thiết là ăn nhiều uống nhiều mà đây là một bệnh nó liên quan đến cái insulin một cái nội tiết của tuyến tụy người ta gọi là đảo beta lăng ghét hăng của tụy nó tiết ra insulin cái tiết ra insulin này thì bây giờ nó có hai khả năng một là người ta giải thích như thế này insulin nó là cái thiệt khóa để nó dẫn cái đường từ máu vào các tế bào để nó tiêu đi thế bây giờ cái insulin nó thiếu thế là nó sinh ra bệnh tiểu đường Vâng Tức là nó ứ động, nó giống như là cần xe ô tô vận tải trên đường, vận tải nguyên vật liệu. Thế bây giờ nó thiếu ô tô, không có ô tô vận tải thì uh, các cái hàng hóa nó bị ứ lại một chỗ đấy. Vâng. Đấy, nó kiểu như thế. Thế cách giải thích như thế, thế xong rồi đấy là giải thích cho tuyếp 1. Giải thích cho tuyếp 2 thì câu nó bảo rằng là, a à, tuyếp 2 là nó chiếm 90%. Thì không phải là thiếu ô tô mà các ô tô này không làm được việc tức là nó nó bao bọc có những cái chất nó bao bọc nó khống chế nó không làm cho cái anh insulin này làm việc hoặc anh insulin này không thể vận chuyển được đường vào trong tế bào. Và. Thế cho nên không tạo ra năng lượng cho chúng ta hoạt động thì đường nó lại ứ động và đồng thời cái gan này nó cứ sản xuất từ cái glycogen ra glico chứ nó không tích trữ ở gan. Đấy cái anh anh nó, nó nó kém về thì đấy. Thì là người ta gọi là tiểu đường tiếp 2 thế nhưng mà đến gần đây thì người ta lại thêm một cái định nghĩa nữa bạn ạ Và chính tây y thay đổi chứ đông y không thay đổi đâu bạn bạn thân mến ạ tức là tây y lại bảo rằng là à trước cái quan niệm là đái tháo đường tức là phải đái ra đường ở trong nước tiểu có đường thế nhưng bây giờ người ta không quan niệm như thế mà người ta thấy rằng là đái tháo đường này là chỉ cần đường huyết cao hơn bình thường trong một giai đoạn dài Thí dụ như là đường huyết bình thường chúng ta biết là nó là 0,8 cho đến 1 2 tức là tương đương với 4,5 milimol để xí với đến 6,5. Thế bây giờ nếu nó trên 6,5 tức là 7, 8, 9 mà trong lúc đói thì đấy người ta gọi là đã gọi là đái tháo đường. Chứ không nhất thiết phải đái ra đường tức là nước tiểu không có đường người ta đã cảnh báo rồi. Dạ vâng. Thế nhưng mà lại tiến một giai đoạn nữa bạn Thủy Nguyên ạ. À, dạ vâng. Là không phải chỉ trong máu đâu thôi nhá Mà một cái thành phần rất quan trọng Mà đây chính là cái biến chứng mà tí nữa thế nào Thủy Nguyên cũng sẽ hỏi Là cái anh Hồng Cầu cơ Đường ở trong Hồng Cầu Thế thì cái ông Tây Y mới phát hiện ra À thôi chết rồi Đường ở trong Hồng Cầu mới là quan trọng Bởi vì khi vận chuyển của anh silin đối với đường ấy, Thì nó vận chuyển cái đường vào trong Hồng Cầu Thế Hồng Cầu là một cái tế bào của máu Nó không có nhân thế tế bào này thì nó có một cái thành phần gọi là hemoglobin ta viết tắt là HB đấy dạ, vâng. thế thì cái cái chính của cái HB này tôi nó có nhiều thứ tôi không muốn nói nhưng mà cái HB này nó là cái lúc trước ở thời kỳ bào thai nó là HBF nó có A có G nhưng mà ra đến ngoài thì có HB A1C HB A1BC gì đó nhưng mà cái chính là HB A1C thế thì cái này nếu như mà Đường ở đây mà nó cao hơn bình thường là cái nguy hiểm rồi. Và Tây y biết đánh giá là khi mà chẩn đoán một người tiểu đường thì đừng bao giờ chỉ có làm cái đường ở trong máu mà phải xem xem cái đường ở trong hồng cầu như thế nào. Đây mới là cái quan trọng. Đấy yeah. cái cái Tây y càng ngày nó càng tiến lên như thế và đến bây giờ thì là tiểu đường trước đây chúng ta phân có hai nhóm. Vâng. Tuyếp 1 và tiếp 2. Tiếp 1 là phụ thuộc vào insulin, tiếp 2 là insulin có đấy nhưng mà vô tác dụng. Đấy. Nó nó không có khả năng dẫn cái đường đi mà. Thế nhưng mà đến bây giờ thì người ta tìm ra tới 8 cơ chế gây ra cái tiểu đường. Dạ vâng. Đấy thế, tức, là bạn thấy là cái phát triển của của y học nó rất hay và chính y học hiện đại phát triển rất hay. Nhưng mà cái y học cổ truyền càng ngày tôi càng thấy nó tiệm cận với nhau. Tức là với bốn cái yếu tố mà tôi trình bày ở trên thì bây giờ chúng ta dùng tám yếu tố này có thể giải thích cho bốn yếu tố ngày xưa của các cụ trong đông y rồi dạ vâng. cái yếu tố thứ nhất tức là nó giảm tiết cái anh suy linh hay là nó đề kháng anh suy linh thế nhưng mà là, cái tác dụng thứ hai là liên quan đến đường ruột hôm nay cũng có mấy bệnh nhân mà bị tiểu đường cứ bảo tôi uống mãi thuốc tiểu đường tại sao nó lại rối loạn ruột bởi vì cái anh cretin của ruột đấy nó cái này nó liên quan đến cái chuyện tức là cái ruột nó tiết ra cái anh cretin thì nó làm cho cái vấn đề ăn uống như thế nào làm cho hấp thu đường như thế nào vân vân thế và nó liên quan đến cái chất thứ hai ở trong tụy tiết ra tức là glucagon cái nếu anh silin để tiêu đường giúp cho tiêu đường thì glucagon nó lại chống lại và nó làm cho cái đường tăng lên thế à. thì cái anh cretin này nó liên quan đến glucagon bạn ạ thế thế và cái thứ ba tức là nó lý giải mỡ thế ở đây những cái người béo phì thì người ta thấy rằng là người béo phì thì nó có một cái nguy hiểm tức là nó làm cho giảm chức năng của insulin đi mà... và nó sinh ra các mô mỡ các mô mỡ này nó lại làm cho là không tiêu thụ được đường và nó biến thành cái triglyceride và glycerol và glycerit thì cái này nó lại là hình thành đường được nhiều hơn thế là những người béo phì cũng liên quan đến cái này và ba là tụy không tiết insulin mà lại tăng tiết không đấy thế là đây là yếu tố thế yếu tố thứ nữa, nữa là rối loạn dẫn truyền thần kinh thế thì ngày xưa các cụ đã đề cập tới cái can thế thì bây giờ tây y đặt vấn đề là rối loạn dẫn truyền thần kinh tức là trong các stress trong các cái cảm giác thèm ăn đồ ngọt chẳng hạn thì cái rối loạn dẫn truyền thần kinh này nó dẫn tới cái chuyện tiểu đường ạ thế và cái nữa tức là cái giảm sử dụng gluco ở trong cơ tức là tự nhiên mô cơ này ở uh, 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 gan này và cái 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 uh, các cái thành phần khác nó không có khả năng tiêu hủy đường thế để giảm cái này nó cũng gây ra bệnh tiểu đường và cuối cùng là cái tái hấp thu của thận chúng ta biết rằng là tất cả các cái đạn đường mỡ khi qua cái thận thì nó bị lọc lại nó giữ lại thế khi mà có một phần đi qua thì thận làm nhiệm vụ tái hấp thu thế bây giờ nó không tái hấp thu được và đường nó ao ao ra thì cái này là Thật nó sẽ làm cho cái tiểu đường. Thế như vậy tức là Tây y tìm ra tới 8 yếu tố này liên quan đến bệnh tiểu đường, bạn uh, Thủy Nguyên ạ. Dạ vâng ạ. Những à. cái lời giải thích uh, vô cùng cụ thể và chi tiết để cho chúng ta thấy được rằng khoa học uh, trong uh, thời gian vừa qua đã có những cái bước uh, phát triển như thế nào, những cái định nghĩa uh, càng ngày thì càng uh, tiệm cận hơn với những cái lý giải của Đông y về à. nguyên nhân uh, gây ra cái bệnh lý đái tháo đường hay dân gian vẫn nói là tiểu đường được không ạ? À. Uh, có thể nói là những cái biểu hiện ban đầu của bệnh lý đái tháo đường như phó giáo sư Dương Trọng Hiếu cũng đã chia sẻ chúng ta sẽ có tam đa tức là ăn nhiều uống nhiều tiểu nhiều thế nhưng mà lại gặp phải một vấn đề đó là lại gầy rút nhanh nữa vâng. à, những dấu hiệu này thì cảnh báo cho chúng ta cái nguy cơ của bệnh lý đái tháo đường tuy nhiên để có thể khẳng định chắc chắn mình có phải là bị cái bệnh lý này hay không thì người bệnh sẽ cần phải trải qua những cái xét nghiệm gì để có thể biết chính xác ạ và thêm một cái mức độ nữa đó là phân loại đái tháo đường ở cấp độ bao nhiêu nữa chẳng hạn thì họ sẽ phải làm những cái xét nghiệm thăm khám như thế nào ạ À đây chính là cái mà tuyệt vời của y học hiện đại là biết sử dụng cái sinh hóa và vật lý vào đây để mà nâng cái 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 giá trị của y học hiện đại lên. Chứ còn y học cổ truyền thì người ta chỉ có gọi là cảm nhận chứ người ta không và từ thực tiễn người ta đúc kết lên. Thế thì bây giờ bạn hỏi tôi là làm thế nào chẩn đoán được tiểu đường thì tôi đồng ý với bạn là tôi nói rất nhiều triệu chứng Nhưng cái chẩn đoán quyết định của y học hiện đại phải là gì? Phải là xét nghiệm Thế xét nghiệm ở đây thì chúng ta có hai cái xét nghiệm cơ bản mà cần lưu ý Một là xét nghiệm về đường ở trong máu và đường ở trong nước tiểu Thế nếu mà có đường ở trong máu mà nó cao hơn cái Thí uh, dụ như là, là đơn vị gam chẳng hạn Cao hơn 1,2 gam Thế thì đây là đường cao rồi Có thể lên đến 1,7 là sẽ đái ra thế còn cái đơn vị khác người ta đo tức là bốn rưỡi cho đến sáu rưỡi millimon lít thì cái này nếu mà trên sáu rưỡi chúng ta gọi là đấy là người tiểu đường rồi dạ vâng ạ thế nhưng mà cái quan trọng thứ hai tức là xét nghiệm nước tiểu xét nghiệm nước tiểu là khi mà bình thường nước tiểu không được phép có được thế bây giờ nếu như mà tự nhiên mà lại có đường có vết thôi thế thì tức là cũng là nguy hiểm rồi Tức là đường ở trong máu cao thì nó mới tràn ra ngoài nước tiểu. Chứ đường trên 1,7 gram lít thì nó mới tràn ra nước tiểu. Thế thì thế là cao rồi. Thế là cái cái yếu tố này là người ta xét nghiệm như vậy. Nhưng mà đây tôi muốn nhắc tới là cái xét nghiệm đường ở trong hồng cầu HBA1C HbA1c cái 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 hồng cầu nó có một cái hay nghĩa này là một cái tế bào không nhân, nó gồm có hemoglobin thì gồm có hem và hemoglobin. Ừ, Thế dạ. thì cái này nó gắn cái đường vào đây và khi mà nếu như mà đường ở trong hồng cầu nó trên 6,4 bạn ạ. Dạ vâng. milimol thì cái này là nguy hiểm, tức là nó lên đến uh, uh, 7, 8 là đều có nguy cơ biến chứng mà cái hồng cầu chúng ta biết đời sống của nó là nó sống được vào khoảng độ 3 tháng, tức là 120 ngày. Thế 120 ngày thì là hồng cầu nó mới chết cho nên khi mà xét nghiệm ở trong hồng cầu mà đường cao lên báo hiệu rằng ông hay bà ấy đã bị tiểu đường trước đó là ít nhất 3 tháng rồi chứ không phải là là mới bị hôm nay xét nghiệm đâu. Thì dạ. cái giá trị của nó như thế. Nhưng mà cái giá trị thứ hai là cho thầy thuốc biết là cái kết quả điều trị của mình như thế nào nếu đường trong hồng cầu không xuống thì tức là kết quả điều trị không tốt và cái yếu tố thứ ba tức là xét nghiệm đường trong hồng cầu để nói rằng là có nguy cơ biến chứng hay không có biến chứng. Vâng. Thì đây chính là cái vai trò của của cái xét nghiệm này bạn. Dạ vâng ạ. À, à. Như vậy là để có thể chẩn đoán chính xác một à, bệnh nhân có bị đái tháo đường hay không thì chúng ta sẽ phải trải qua những cái xét nghiệm máu và xét nghiệm nước tiểu. À, ngoài ra thì cũng cần phải đặc biệt lưu ý đến cái chỉ số Hb1c. Bây giờ thì chúng ta nhắc đến rất là nhiều cái chỉ số này à, sẽ cho bác sĩ à, những người thầy thuốc những cái thông tin vô cùng là quý giá về cái việc là người bệnh đã có khả năng bị đái tháo đường hay chưa bằng cách là kiểm tra được cái nồng độ đường ở trong máu trong cái khoảng thời gian có lẽ là khoảng 2 3 tháng gần nhất đúng không ạ? Vâng. Để có thể nắm bắt được cái bệnh sử của bệnh nhân. Vâng ạ, nói về cái nguyên tắc điều trị bệnh lý đái tháo đường thì sao ạ? Có cái nguyên tắc chung nào hay không? Và những cái biến chứng hay gặp phải của cái bệnh này là gì ạ? Nếu nói về nguyên tắc đái tháo đường, điều trị đái tháo đường thì Đông y và Tây y là cơ bản giống nhau đấy bạn ạ tôi đọc như thế tức là tất cả các sách và tôi tập hợp này trong mấy chục năm thì cơ bản là giống nhau giống nhau cái thứ nhất tức là bây giờ chúng ta khẳng định là phải giải thích cho bệnh nhân giải thích cho người bệnh hiểu là tại sao bị tiểu đường thế thì giải thích thí dụ đây có thể là yếu tố thần kinh căng thẳng quá đây có thể là yếu tố ăn uống sai lầm đây có thể là có những cái tổn thương mà do môi trường thí dụ như là có cái viêm nhiễm tổn thương và tới bảo tụy thế thì tất cả những cái này cái cách điều trị nó khác nhau chứ nó không giống nhau bạn dạ vâng. thế thế thì là phải giải thích cho bệnh nhân hiểu và bệnh nhân người ta phải phối hợp với thầy thuốc chứ nếu mà người ta bảo rằng là, thôi ông đã cho tôi thuốc rồi tôi cần gì nữa đâu Thế thì cái đó đều thất bại Tây y cũng thất bại và đông y cũng thất bại là thứ nhất bệnh nhân phải hiểu về tiểu đường là thế nào. Thế cái thứ hai tức là trong cái chế độ ăn chế độ sinh hoạt thì ở đây có một cái yếu tố tức là rất quan trọng là đừng có ngồi lì. Cái 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 nghề nghiệp của các bạn ở đây tôi thấy rằng rất là là khổ là ở chỗ các bạn cứ phải ngồi tĩnh tại một chỗ, thế ngồi nguyên thế này thì nó gây ra cái tĩnh tại. Thế tất cả những nghề tĩnh tại, ngay cả bà thợ may cũng thế, tĩnh tại quá thì nó ít vận động mà ít vận động thì cơ bắp nó không tiêu được đường bạn ạ, các cái tế bào nó không phân hủy được đường ra năng lượng. Thế thì đường nó cứ ứ lên và như thế là nó nguy cơ là nó khó xuống. Thế thế là cái mà rất cần. Cái nữa tức là trong các cái luyện tập ấy để mà giúp cho tiêu đường phải chú ý có cái oxy bạn ạ. Có cái oxy thì nó mới biến cái đường thành cái năng lượng ATP và cộng với lại CO2 cộng với nước để nó đào thải ra ngoài thì đây là trước hết phải giải thích cho bệnh nhân là có chế độ luyện tập có chế độ ăn uống và có cái chế độ là làm cho cái não nó thế còn nguyên tắc nữa là gì dứt khoát là phải hạ đường xuống rồi hạ đường xuống rồi bởi vì là cái biến chứng ở đây mà bạn hỏi tôi thì trước hết chúng ta hiểu là đường ở trong hồng cầu nó cao bình thường cái con hồng cầu ấy cái tế bào hồng cầu nó phải chui qua các mau mạch cái mao mạch này thì khi chui qua mau mạch nó uốn nó bé lại Làm nó à. để nó chui qua cái mau mạch bạn tưởng tượng nó như là cái cái tóc của mình ấy nó nhỏ như thế thế thì nó phải chui qua cái mau mạch này và đến cái chỗ kia nó cung cấp oxy và cung cấp dưỡng chất cho cái cái, cái tế bào ở đằng sau nó. Thế nhưng mà bây giờ nếu mà đường cao quá, nó không chui qua được cái mao mạch này, tức là cái chỗ tiếp theo của nó là không được cung cấp vâng. dinh dưỡng, không được cung cấp oxy thì tế bào đấy là nó đói Mà tế bào đấy là nó bị hủy hoại, bạn ạ à? Cho nên là phải làm hạ được đường ở trong hồng cầu, đây là một cái nguyên tắc. Chứ nếu mà không hạ được đường trong hồng cầu thì cái nguy cơ biến chứng là nó rất lớn. Thế còn họ, bạn hỏi tôi biến chứng thì biến chứng có thể là ở não làm chết tế bào não biến chứng ra cơ bắp thì là nó các cái mạch này nó không lưu thông được tê tê đau đau rồi đau khớp đau xương để biến chứng vào thận tức là nó không nuôi dưỡng được thận thì thận nó làm cho cao huyết áp Nà, biến chứng này nó 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 vào thận thế biến chứng ở ngoài da là gây lở loét ngoài da đặc vâng. biệt là cái loét cái 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 bàn chân ấy. đây là một cái loét rất đặc biệt do thiếu dinh dưỡng bạn ạ thế thì lên mắt chẳng hạn thì là nó làm đục nhân mắt nó làm mờ mắt đi thế ra răng thì bạn thấy răng cứ lủng liếng cái lợi tụt xuống viêm nha chu viêm đấy bạn à thế thì nó tụt xuống như thế này đối với đông y thì người ta gọi là cái tỳ đấy tỳ nhiệt thế thì ở trong tiểu đường này cái tiêu khát là nó làm cho cái răng tụt lợi Đấy, cho nên là nó rất nhiều loại biến chứng chứ không phải là chỉ có một biến chứng, biến chứng vào mắt, biến chứng vào răng, biến chứng vào da, biến chứng vào thận, biến chứng vào tim mạch. Vâng ạ chúng ta cùng ôn lại với nhau như vậy về các cái biến chứng của bệnh lý đái tháo đường mà thực ra là vô cùng là nguy hiểm. Một cái bệnh lý về rối loạn chuyển hóa về đái tháo đường thôi nhưng mà có thể gây ra những cái triệu chứng biến chứng vô cùng nguy hiểm ở những cơ quan bộ phận khác ở trong cơ thể. Và nói tới bệnh lý đái tháo đường thì bao giờ người ta cũng nói với nhau là phải kiểm soát đường huyết của mình, đừng có để cho đường huyết nó lên mức quá cao thì sẽ gây ra các biến chứng. Thế nhưng mà hạ đường huyết cũng vô cùng nguy hiểm đối với bệnh nhân đái tháo đường à, ừ. tại sao lại như vậy thưa phó giáo sư dương trọng hiếu à, hạ đường huyết chúng ta biết rằng là <laughs> đây là cái vai trò của gan đây vai trò của gan là nó phải điều tiết về bình thường về mặt sinh lý thì ban ngày chúng ta ăn xong đó đường nó được dự trữ thế và đến đêm ấy thì nó vẫn đưa ra một cái lượng nhỏ đường để cho cơ thể chúng ta tồn tại và một số cơ quan vẫn hoạt động trong lúc ngủ đấy chứ đừng tưởng là ngủ tức là không hoạt động gì đâu các cơ quan nó vẫn hoạt động thí dụ như là cái phổi cái tim cái thận nó vẫn làm việc bình thường đấy thế thế bây giờ hạ đường huyết là gì đường thì nó cung cấp 60% năng lượng cho cơ thể hoạt động thế mỡ cung cấp 30% và còn một phần của cái đạm thế bây giờ nếu như mà không cung cấp năng lượng thì bạn lấy gì hoạt động vâng thế không có cái gì hoạt động thì tự nhiên là nó gây ra xỉu cho nên là ngày xưa các cụ tài thế cũng biết nữa. là nguồn gốc của mọi cái mệt mỏi là do can các cụ bảo như thế thế nhưng mà tây y bây giờ ta thấy rằng can nó liên quan đến cái một trong những cái cơ quan mà nó rất giống cái can của tây y à đông y vâng. tức là nó điều tiết cái đường bạn ạ khi mà đường ở ngoài máu nó thấp thì cái gan nó sản xuất từ glycogen dự trữ ra cái glico để cho mà cơ thể có hoạt động. Thế bây giờ cái can nó yếu nó không làm được cái việc này thì các cụ bảo nguồn gốc của mọi mệt mỏi là do can thì đây, đây ở chúng đây chúng ta thấy rằng là rõ ràng đường nó không ra được thì đường nó thấp mà thấp thì nó gây ra mệt mỏi. Mệt mỏi thì mệt một lần một lúc thì được chứ mệt ngày nọ qua ngày kia thì thủy nguyên thử tưởng tượng có chán làm việc không? Chán suy nghĩ, chán làm việc rồi vân vân và nó đẻ ra bao nhiêu thứ bệnh dạ vâng dạ, ạ. Cho nên đường huyết thấp cũng nguy hiểm chứ đừng có bảo rằng chỉ có đường huyết cao mới nguy hiểm đâu. Vâng, thế thì cũng khó khăn thật như nhiều người vẫn nói với nhau là thế này thì à, tăng đường huyết cũng chết mà hạ đường huyết thì cũng chết vâng, đúng, Đó, đúng Thế làm thế nào để ổn định được huyết và trong cái chỉ số từ bao nhiêu đến bao nhiêu là ngưỡng an toàn ạ? Vâng. Cái ngưỡng an toàn là nếu mà đo đơn vị gam tức là 0,8 cho đến 1.2. Nếu mà đo đơn vị milimol thì là phải 4,5 cho đến 6,5. Vâng. Đấy làm là cái ngưỡng nào? an toàn. Vâng thế nhưng mà bây giờ bạn hỏi tôi là làm thế nào mà để cho nó ổn định như thế thì rõ ràng nó phụ thuộc vào đừng để tiểu đường Đà. thế mà tại sao có tiểu đường thì nó có ba yếu tố ba yếu tố một tức là tiểu đường nó là một cái bệnh tự miễn à, nó lại là rất nhiều nguyên nhân gây ra bởi cái sự tăng cái đường ở trong máu thế tự miễn ở đây nó là gì khi một nguyên nhân nào đó nó tác động vào cái tế bào beta của đảo lăng cái khăng của, à, của, của tụy đấy thì nó làm tổn thương lập tức là có cái sinh ra kháng thể cái kháng nguyên ở đây là tổn thương tế bào thì nó sinh ra kháng thể là nó gọi cái lanh phô bt đến và nó tiết ra anh Teklerkin, tiết ra anh Teklerkin thì phản ứng viêm xảy ra, thế là nó cứ thành vòng luẩn quẩn thế. Thế thì nó làm cho hủy hoại tế bào tụy, mà hủy hoại tế bào tụy thì không tiết được insulin, thế là gây ra bệnh tiểu đường. Hoặc là nó có những cái chất nó sinh ra, nó làm cho mất tác dụng của cái vai trò của insulin, cũng là bệnh tiểu đường. Cho nên là... Cái yếu tố thứ nhất là yếu tố stress yếu tố thứ hai là môi trường thì môi trường có thể là do thuốc có thể là do nhiễm độc có thể là do vi khuẩn bạn ạ thế các cái loại vi khuẩn kỳ hoặc là virus hoặc là các cái cái ấy mà virus thông thường chúng ta thấy rất nhiều đấy à, hàng nghìn cái tuyết virus khác nhau nó nó tấn công vào cái đảo tụy được cơ. thế thì đấy là ba là chế độ sinh hoạt ăn uống và vận động thế thì cũng gây ra tiểu đường thì đấy ba cái yếu tố ấy chúng ta nhớ được thì chúng ta hạn chế được sinh ra bệnh dạ à, vâng ạ à. À, ăn uống sinh hoạt rồi kể cả là sử dụng thuốc nữa những được. cái biện pháp kết hợp để có thể giữ được ổn định đường huyết à, lý thuyết là vậy nhưng mà thực tế ra là rất nhiều người không thể áp dụng thành công vẫn có những cái đợt mà đường huyết lên quá cao và họ phải nhập viện để điều trị để theo dõi để được chăm sóc bởi các cái chuyên gia cả về dinh dưỡng ạ à, cho đến à, các thầy thuốc ạ à. À, tại sao mà lại cái việc mà tự người bệnh ạ à, tự áp dụng được để ổn định đường huyết ở nhà nó lại khó đến như vậy là do những cái sai lầm ở đâu ạ à? tôi cho cái số 1 vẫn là thần kinh bạn số 1 vẫn là thần kinh mà cái thần kinh nó không chỉ đạo được thì 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 nó hỏng thế cho nên là ngày xưa các cụ có nói cái câu như thế này cái câu này là của cụ hải thượng nói tâm phải yên thần phải vững và tinh phải đầy thế bây giờ thì nó nhiều yếu tố của xã hội nó tác động ta gọi là kinh tế thị trường. Thế kinh tế thị trường nó tác động ngay cái chuyện đấy, đi xe là xe ùn tắc thế rồi thì là uh, thỉnh thoảng xem báo dân trí thì lại đăng những cái bài ông a ông b là kỷ luật thế nọ là, nhưng mà lại uh, kiểm điểm nghiêm khắc mới bị uh, thuyên chuyển từ a sang b mới bị uh, phê bình thế thôi thế thì làm cho người dân người ta nghe nó buồn cười thế nghe nó buồn cười thì là người ta thấy là à thế toàn các đồng chí khuyết điểm như thế thì là ấy chứ còn thằng ăn cắp cái bánh mì là đi tủ luôn à? ô thế thì nó không công bằng ở cái chỗ đấy thế không bằng ở chỗ ấy. thì làm cho người ta dân người ta suy nghĩ mà suy nghĩ quan cũng bị tiểu đường và dân cũng bị tiểu đường tôi xin nói như thế dạ vâng mà bởi vì là cái căng thẳng thần kinh mà ta nói theo chữ gọi là stress đấy stress nó sẽ làm tăng ra cái adrenaline no adrenaline nó tăng cái cortisol lên đây là yếu tố dẫn tới tiểu đường dạ vâng À, đó là những cái nguyên nhân để chúng ta có thể lý giải được cái việc là tự kiểm soát đường huyết ở của mình ở tại nhà còn gặp rất là nhiều khó khăn và người bệnh vẫn phải thăm khám định kỳ để nhận được những cái tư vấn trực tiếp từ phía các thầy thuốc. Tâm là đông y sẽ có những cái biện pháp điều trị hoặc hỗ trợ điều trị bệnh lý này như thế nào hay là những cái loại thảo dược nào tốt mà người bệnh có thể tin tưởng sử dụng được ạ thưa Phó Giáo sư Dương Trọng Hiếu. Nếu nói về điều trị đông y thì xin nói rằng là đông y người ta không chỉ nói chữ tiêu khát không đâu mà có một cái phân loại và người ta nói rất nhiều cái âm hư nội nhiệt cái âm hư là ở trong cái tân dịch nó bị khô đi thế âm đây là có thể can âm có thể thận âm phế âm tỳ âm nó hỏng thế thì phải chẩn đoán được xem là đây là của can của thận của phế của tỳ chỗ nào và của vị nhiệt nó ra làm sao vâng. thế chứ không phải rằng bây giờ em bảo rằng là thôi thôi thì bác nhiều năm quá bác cứ cho bài thuốc đi không không có thế được đâu thế thì là nó phải hết sức cụ thể trên từng người một thì có cái thể trạng như thế nào thì có cái bài thuốc riêng như thế vâng. thế còn chung ấy thì tôi đồng ý là sẽ có những cái vị chung thí dụ như là cái bài lục vị chẳng hạn để thuộc địa hoài sơn sơn thủ đang bị phục linh trạch tả thì người ta không dùng cái thuộc địa mà người ta dùng cái sinh địa nó cũng có tác dụng tư âm đây cũng là một cái bài thuốc mà có cái giá trị là hạ đường huyết thế thì thường người ta có thể là nó có thêm cái vị nhiệt để phối hợp cái chi mẫu hoàng bá chẳng hạn thế thì người này không khát nữa bạn ạ không đói nữa tức là không thèm ăn cái người tiểu đường ấy thì buồn cười lắm là vừa mới ăn một bát phở hai bát phở xong thì chỉ độ 30 phút sau lại bảo ớt tớ đói lắm lại đi ăn nữa thế vừa mới ăn cơm xong chỉ 30 phút sau là cảm giác là cái 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 cái, cái nó rỗng ở dạ dày hay sao. thế là mà... lại đòi ăn nữa thế thì cái thèm ăn cái thèm ăn này thì người ta có những cái thuốc để không cho thèm ăn thế có những cái thuốc mà bạn thấy là khát lắm người tiểu đường thì luôn luôn thấy khô miệng nhất là về đêm mà thế khát thì uống nhiều mà uống nhiều thì rõ ràng là phải tiểu nhiều thế thì có những cái thuốc nó chống khát bạn ạ thí dụ như là cái thiên hoa phấn chẳng hạn nó chống khát nó chống khát như thế thì người ta không uống nhiều mà không uống nhiều thì rõ ràng là nó không đi tiểu nhiều thế thì đông y hiện nay là người ta cũng nghiên cứu có những cái vị thuốc có giá trị hạ đường huyết nhưng mà nó không mạnh bằng anh suy không mạnh bằng nhóm xuyên chống tiểu đường bạn à? dạ vâng à như vậy là chúng ta cũng có được cả uh, những thông tin rất là hữu ích ngày hôm nay rồi về bệnh lý đái tháo đường dưới góc nhìn của đông y học và chắc chắn là với mỗi một cái nhóm nguyên nhân khác nhau thì chuyên gia cũng sẽ có những cái lời tư vấn những cái loại thảo dược phù hợp nhất và những cái bài thuốc làm sao chúng ta sử dụng hợp lý để hỗ trợ điều trị hiệu quả cái căn bệnh này những người bị uh, cao huyết áp thì cần chú ý đặc biệt là tĩnh tâm Vâng Tiểu đường cũng đặc biệt là tĩnh tâm Nhất là ở tuổi 63 này thì là Phải tha đi Hòa đi Chứ không có bực mình không có ấy nữa Thì cái huyết áp nó mới ổn được Thế còn bây giờ hỏi về trái cây thì xin thưa Là những người bị bệnh tiểu đường Thì không nên ăn các hoa quả ngọt Thí dụ như là nhãn này Mít này dứa này cam này Nó ngọt quá thì không nên ăn Mà chúng ta có quyền được ăn Hai loại này đối với tiểu đường Một là tất cả các loại đậu đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu trắng, đậu vàng, tất cả các loại đậu đều có quyền ăn. Hai là các loại dưa, dưa chuột, dưa gang, dưa hấu, dưa lê, dưa bở rồi các loại đều có quyền ăn. Thế thì đấy là các cái loại trái cây tốt cho cơ thể. Nhưng mà ngọt quá, ví dụ như là nhãn như là xoài, như là mít thì không nên ăn, chuối không nên ăn. Vâng. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và